Ngài Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn, hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 2m, cách 20m là ra tới đường ô tô tránh nhau, vị trí thuộc phố Ngô Thụy Sĩ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với ngôi nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, xây độc lập thì rất nhiều quý khách hàng quan tâm, bởi vì khách hàng có những khách hàng không thích những cái nhà xây theo kiểu liền kề, mà hơn nữa với cái căn nhà này thì nằm ở trung tâm quận Hà Đông, phường Vạn Phúc cụ thể đấy mọi người ạ, ngay cạnh phố lụa Vạn Phúc, nói chung tiện ích giao thông đi lại thì không phải bàn luôn, gần với đường ngõ ô tô. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Phần cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế như thế nào ở trong phần bên trong thì mời mọi người vào cụ thể khám phá với Ngọc Ánh ngôi nhà này. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, hoàn thiện đầy đủ, chỉn chu xong hết rồi. Nhà mới tinh, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Giá bán em để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Thiết kế của ngôi nhà, công năng sử dụng quá là ok. Đây là phần phòng khách. Với phần phòng khách, chủ nhà thiết kế đầy đủ chỉn chu, thiết kế thêm cho mình một vách PVC nano. Ở đây thì đây là cái tấm nhựa nha mọi người, tuy nhiên thì nhựa giả đá và thiết kế rất là đẹp. Độ bền nhựa theo em tìm hiểu thì được tầm 10 đến 12 năm. Sau khoảng thời gian đó thì mình lại thiết kế một cái phòng khách mới mọi người ạ. Đây là kệ tivi, thiết kế đầy đủ cho quý vị. Và căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉn chu, gạch lát nền, trần thạch cao. Theo đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó thuộc phố Ngô Thụy Sĩ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lại gần, rất là gần. Gần với cầu đen, cầu trắng, gần với bưu điện Hà Đông, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại học viện, nói chung là gần với các trường đại học lớn nữa. Ví dụ như là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Phạm vi bán kính khoảng tầm 3 đến 4 km quay đầu, xung quanh ngập tràn tiện ích. Rồi là xung quanh thì chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Ở đây thì chủ nhà thiết kế, đây là chắc là kệ để giày mọi người ạ. Đó, đúng rồi. Ở phần phòng khách đây là thiết kế cần phần kệ để giày. Hợp lý. Thiết kế là tủ gỗ MDF đấy mọi người ạ. MDF lõi xanh này, độ bền của nó cũng tương đối. Đây là phần không gian phòng khách, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Ở đây phần phòng khách thì chủ nhà thiết kế trần thạch cao, đồng thời để cho mình một chiếc quạt trần nữa. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Theo như hiện trạng thì sáng mà quý khách hàng mua thì chiều có thể dọn đồ về ở. Đấy, nói nôm na như thế cho quý vị hiểu. Đây là cái phần không gian tủ bếp của ngôi nhà, cũng được hoàn thiện đầy đủ chỉn chu. Với tủ bếp này thì chủ nhà ốp lên tới tận trần, thiết kế lên tới tận trần cho mình ở trên này. Đây mọi người có thể nhìn thực tế nhé. Tủ gỗ MDF. Đó. Xung quanh thì kính ốp bếp này, mặt bếp này, chậu rửa, vòi rửa. Hồ sơ điện, hồ sơ nước. Nước ở đây thì sử dụng là nước sạch Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Công tơ điện, nước riêng, sang tên ngay cho quý vị. Ngoài ra đây, tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh, đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Một ngôi nhà mà nằm ở trung tâm quận, thiết kế lại xây dựng độc lập, duy nhất một căn, hợp lý như thế nào? Đó, ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính ở đây, chủ nhà lắp cho mình một cái vách lam gỗ. Thường thường phong thủy để mà nói thì nó có rất nhiều, nhưng mà cầu thang thì thường thường là không đối diện với cửa chính. Bởi vậy cho nên là bao giờ mọi người để ý trên kênh của Ngọc Ánh là gần như là chủ nhà không lắp cầu thang đối diện cửa chính lắm. Mà hơn nữa nếu như có lắp ấy, thì để đây sẽ có một cái vách lam để ngăn cách luôn. Mặt bậc của bậc cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Mặt bậc thì là ốp đá tự nhiên và ở phía dưới đây là ốp cổ trắng. Đồng thời tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ từ tầng 1 lên tới tầng 5 của ngôi nhà, toàn bộ là gỗ, chất liệu gỗ. Có như thế nào thì em review cho quý vị là như vậy. Đến xem thực tế nó cũng chỉ có như vậy thôi. Nhà này thì vuông vắn, không lỗi phong thủy, không thấp hậu mọi người nhé. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên. Và trên phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà này thiết kế cho quý vị công năng sử dụng.
Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Mặt tiền của ngôi nhà này 4m2 mọi người ạ, rất là rộng, rất là thoáng. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Phòng thì đều được lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và phòng ngủ thì thiết kế theo kiểu master, có phòng vệ sinh ở phía bên trong đây. Đây là phòng vệ sinh, đầy đủ hệ thống bồn cầu. Trong phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị. Rồi là ở đây là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, điện nước đầy đủ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ, còn cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Mời quý vị theo xe ngói lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2. Trên tầng 4 cũng vậy. Cho nên với ngôi nhà thiết kế 5 tầng xây mới, được 3 phòng ngủ rất là rộng, tất cả các phòng rất là vuông. Đây mọi người có thể nhìn nhá, rất là vuông vắn. Đấy, hợp lý. Phòng vệ sinh, tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ, rồi là trần thạch cao, đèn led. Đây là phòng vệ sinh cũng đầy đủ các công năng, đầy đủ các chi tiết ở trong phòng vệ sinh để sử dụng cho mỗi một hộ gia đình theo từng tầng. Quan trọng nhất nó là vị trí đi lại, vị trí bất động sản quyết định lên giá thành. Thì ngôi nhà này Ngọc Ánh xin nhấn mạnh, nó nằm thuộc phố Ngô Thủy Sĩ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, đi lại giao thông thuận tiện. Đương nhiên với những cái ngôi nhà gần trung tâm thì giá bán nó phải cao hơn những ngôi nhà vùng ven xa trung tâm, đúng không thưa quý vị? Mời quý vị theo em lên tầng 5 của ngôi nhà, bởi vì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. Vậy thì còn tầng 5 thiết kế như thế nào? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để xem ngôi nhà thiết kế xây dựng độc lập ở Vạn Phúc như này với giá như thế có xứng đáng hay không. Và Ngọc Ánh đang bước cầu thang từ phía tầng 4 lên tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị một phòng thờ. Đây ạ. Có cửa sổ để lấy thoáng. Phòng thờ đây. Đây là phần khu vực để máy giặt. Đây. Khu vực để máy giặt riêng. Và phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Wow. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Vị trí xung quanh, dân cư, hàng xóm. Như vậy, Ngọc Ánh đã review cụ thể cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Với ngôi nhà thiết kế và xây dựng độc lập này, giá bán Ngọc Ánh để dưới phần miêu tả. Hướng nhà thì là hướng đông nam, rất là mát. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.